chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vina Organic. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về máy ủ lên men natto. Natto là món ăn truyền thống của người Nhật Bản, được làm từ những hạt đậu nành lên men và chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Với nền ẩm thực giữa các nước ngày càng mở rộng, sản phẩm natto đã trở nên phổ biến hơn và đã có mặt trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, hầu hết natto trên thị trường đều là hàng nhập khẩu và chưa được sản xuất nhiều tại Việt Nam. Đó là lý do tại sao Vina Organic giới thiệu dòng sản phẩm mới máy ủ lên men natto 6 khay. Với chiếc máy này, bạn có thể sản xuất natto một cách tiện lợi và hiệu quả, đảm bảo chất lượng và sự đồng đều của sản phẩm, giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu uy tín và thu hút khách hàng. Mời các bạn cùng xem tiếp video để hiểu rõ hơn về máy ủ lên men natto nhé. Máy ủ lên men natto 6 khay. Máy ủ lên men natto 6 khay được làm từ vật liệu inox 304 cao cấp, sáng bóng, siêu bền và chịu được nhiệt độ cao. Máy có bảng điều khiển hiện đại, thiết kế trực quan, dễ quan sát và điều chỉnh. Cửa máy được thiết kế bảo ôn dày, tương đương buồng hấp, nhằm tương thích với hệ thống gia nhiệt hơi nước của buồng hấp. Máy có khóa cửa inox, đầu có bọc PE để dễ thao tác khóa chặt cửa máy với thân máy. Buồng ủ máy là một khối liền mạch, được thiết kế đặc biệt dành riêng cho quá trình lên men natto. Tích hợp hệ thống gia nhiệt bằng hơi nước hiện đại giúp bạn kiểm soát được nhiệt độ bên trong buồng ủ. Máy có 6 khay inox dạng lưới thanh đan thưa, kích thước 40x40cm. Mỗi khay chứa được 1,5 kg nguyên liệu. Tại đây, bạn chỉ cần cài đặt thông số, mọi thứ còn lại máy sẽ tự động vận hành. Máy thiết kế tối ưu, vận hành liên tục và bền bỉ. Với một nhân công, bạn có thể dễ dàng vận hành mà không tốn quá nhiều công sức và thời gian. Với máy ủ lên men natto, năng suất ủ lên tới 9 kg nguyên liệu, tùy thuộc loại nguyên liệu. Natto sau khi ủ lên men có độ nhờn cao, dẻo và nhầy nhất. Các hạt đậu nhỏ dính chặt lại với lớp màng nhờn bên ngoài. Nếu bạn quan tâm đến máy ủ lên men natto của chúng tôi, hãy liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi.